phương pháp của tính nguyện trì danh hôm qua pháp sư tự liệu đã có một lời giải thích bổ sung nói rất hay Thầy ấy chỉ nói hai câu của Bồ Tát Đại Thế Chí Nhất cả sáu căn Tình niệm liên tục Đó là đạo yếu Thực hiện trong mười niệm Thầy ấy dùng pháp thập niệm của Đại sứ Ấn Quang Đại sứ Ấn Quang niệm đến nhất tâm bất loạn là dùng phương pháp này. Đặc điểm của phương pháp đó thứ nhất là ký số. Thứ hai là phản văn. Chính là nghe câu Phật hiệu của chính mình niệm Tự mình nghe Phật hiệu này Nghe Phật hiệu do chính mình niệm Từng chữ từng câu nghe rất rõ ràng Điểm rất rõ ràng Điểm số chính là từ 1 đến 10 Sau đó lại từ 1 đến 10 Đừng đến 11, 12, 21, 22 Như vậy không tốt Như vậy làm loạn rồi Chỉ điểm 10 câu, 10 câu Đây là câu thứ mấy Rõ ràng, rành mạch một ngày quý vị niệm mười ngàn câu cũng là từ một đến mười từ một đến mười cách đếm như vậy không cần dùng tràng hạt mà đếm trong tâm đếm mười câu không được thì đếm năm câu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cách đếm như vậy khi không nhớ được nữa thì dùng 3, 3, 4 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Điểm rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Vậy thì đúng rồi Giá lại đặc biệt chủ trương niệm thầm không nên niệm ra tiếng Không nên niệm ra tiếng Nhưng có tiếng không? Có Mà người khác không biết Chính mình biết Tai của chính mình Tập trung năng lượng này Hướng vào trong để nghe Nghe tiếng niệm Phật của chính mình Không nên nghe bên ngoài sau khi tập trung ý niệm thì không nghe thấy âm thanh bên ngoài tại sao vậy bởi quý vị không có sức chú ý vào đó chúng ta thường nói chú ý chú ý có nghĩa là gì mắt thấy sắc chú ý nhìn ý là ý thức ý thức là phân biệt thứ thứ sáu là phân biệt thứ thứ bảy là chấp trước chú ý chính là tập trung vào ý thức thứ sáu để phân biệt đặt thức mạc na vào để chấp trước chấp trước sanh phiền não tham sân si mạng nghi là chấp trước thông qua phân biệt tôi thích điều này tôi chán ghét điều kia điều tôi thích thì tôi muốn có ưa thích muốn có chính là chấp trước không thích thì tôi bỏ đi đó cũng là chấp trước có thể không phân biệt không chấp trước là công phu dùng cách gì tu công phu này dùng phương pháp niệm phật tức là phải đếm số phải nghe phạm vi hoạt động của tâm ý thức vô cùng lớn tần số rất cao thật không dễ gì khống chế quản lý tốt câu phật hiệu này làm cho tập trung lại chuyên môn nghe tiếng niệm phật hiệu của chính mình niệm thầm không niệm ra tiếng không niệm ra tiếng nhưng vẫn có âm thanh người bên ngoài không biết còn chính mình rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Đếm rất rõ ràng Dễ được nhất tâm bất loạn Dễ được niệm Phật tam muội Đây gọi là biết niệm Phật Đại sư Ấn hoàng dùng phương pháp này Và lại nói với chúng ta Dùng phương pháp này niệm nhuần nhuyễn Thì có một ai không giảng sanh tập trung ý niệm nghe tiếng niệm phật của chính mình đây gọi là phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo là pháp môn tu của bồ tát quán thế âm niệm phật tam mùi điều này vô cùng quan trọng Thật sự giống như trong kề tán Đà Phật đã nói Cứu sướng đạo yếu vô chướng ngại Bởi Phật giảng kinh Là từ trong chân tâm của tự tánh mà lưu lộ ra thế vì sao chúng ta nghe không hiểu bởi chúng ta dùng giọng tâm để nghe chân không tương ưng với giọng, nên nghe không hiểu nếu chúng ta dùng chân tâm thì nghe hiểu rồi chân tâm là tâm thế nào tâm thanh tịnh không có ô nhiễm thứ gì là ô nhiễm tất tình ngũ dục là ô nhiễm chúng ta dùng tâm gì tâm của hỷ nộ ai lạc tâm của vọng tưởng phân biệt chấp trước tâm này không được tâm này sẽ không khai ngộ Nghe một trăm năm cũng không có tác dụng Càng nghe càng mê muội Nghe đến cuối cùng không tin nữa Nên Ấn Tổ thường hay dạy người Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Vậy chúng ta hiểu được Nếu dùng dạng phần thành kính Thì họ được dạng phần lợi ích Quay trở lại nghĩ xem người hiện tại Bao gồm chính chúng ta Tâm của chúng ta thế nào? Tâm khí nông nổi Tâm dòng trưởng từ sớm đến tối dòng niệm không dừng nghỉ dòng niệm phía trước diệt rồi thứ phía sau sinh ra vẫn là dòng niệm sẽ không dừng lại việc này là phiền phức rồi vì vậy bài báo cáo đó có thầy tự liệu rất có giá trị chúng ta phải nên đưa bài ấy lên internet để lưu thông thật sự có người xem hiểu Thật sự có người phát tâm Muốn rời khỏi luân hồi Giảng sanh thế giới cực lạc Điều thầy ấy cung cấp là pháp thập niệm Của Pháp Sư Ấn Quang còn nguyên tắc chung là lời của bồ tát đại thế chí nói đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương kế dùng điều gì để nhiếp sáu căn một câu phật hiệu dùng điều gì thành tựu tịnh niệm vẫn là một câu phật hiệu một câu phật hiệu niệm liên tục không ngừng niệm hết dòng niệm niệm hết tâm phân biệt niệm hết tâm chấp trước thì tâm thanh tịnh hiện tiền tâm bình đẳng hiện ra tâm thanh tịnh là thánh giả của tiểu thừa chứng được khai trí huệ nhỏ Tuy nói trí huệ nhỏ Nhưng chờ người trong lục đạo Không ai có thể so sánh với các ngài Tâm bình đẳng là đại trí huệ Là Bồ Tát Đại Thừa chứng được Giác chính là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh đó là cảnh giới của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn dưới cây Bồ Đề Là điều mà lục tổ Đại sư Huệ Năng biểu diễn trong phòng phương trượng của ngũ tổ Đó là khai giải Năm xưa lục tổ nói ra năm câu đó hoàn toàn giống với kinh quan nghiêm mà khi đức thích ca mâu ni phật đại triệt đại ngộ với cây bồ đề đã thuyết ra nội dung của kinh quan nghiêm là gì cương lĩnh chung là năm câu đó nói cho chúng ta biết tự tánh chân tâm như thế nào thứ nhất là thanh tịnh không có ô nhiễm thứ hai không sanh không diệt thứ ba vốn tự đầy đủ đầy đủ trí huệ đầy đủ đức năng đầy đủ tướng hảo nói cách khác mọi thứ đều không nên hướng bên ngoài để cầu hướng ra ngoài cầu là phàm phu không phải là người giác ngộ người thật sự giác ngộ thì tất cả đều hướng vào trong để cầu vì sao vậy bởi vốn tự đầy đủ có cầu tức ứng tâm tưởng sự thành hướng ra ngoài cầu chưa hẳn có thể cầu được vì thế hướng vào trong cầu câu thứ tư nói với chúng ta vốn không dao động vốn không dao động là gì tự tánh vốn định chân tâm vốn định chân tâm chưa từng có dao động chưa từng có lay động tự tánh ở đâu chẳng nơi nào không có chẳng lúc nào không có tự tánh là bản thể của tất cả pháp nên câu cuối cùng nói có thể sanh dạng pháp dạng pháp là gì toàn thể vũ trụ cả vũ trụ trong phật pháp nói khắp pháp giới hư không giới từ đâu ra từ tâm tưởng sanh